dưới ngôi làng nghèo, một chiếc xe tay ga cổ xưa uể oải mang hàng hóa đến những cửa hàng tạp hóa ở một vùng quê tại đất nước Serbia nghèo đói. Nơi đây là vùng đồng quê nghèo nàn, lạc hậu, sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi. Số dê đi lại trên các con đường nhỏ ở làng Klinovac nhiều vượt xa số xe hơi. Tuy nhiên, chôn vùi dưới lòng đất tại ngôi làng hưu quạnh này là triển vọng trở thành một trung tâm xuất khẩu mới của châu Âu, có thể sẽ giúp châu Âu chiếm lợi thế trong cuộc chạy đua kinh tế công nghệ với châu Á. Các nhà địa chất học châu Âu đang khảo sát khu vực này để tìm kiếm một kim loại có ý nghĩa to lớn đối với ngành công nghệ hiện đại, đó là lithium, nguyên liệu không thể thiếu của pin điện thoại và xe hơi chạy điện. Đây sẽ là một món quà trời cho nếu đất nước này chứng minh được nguồn dự trữ lithium. Cuộc săn lùng toàn cầu đối với lithium đang diễn ra khi các công ty tìm cách cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Bloomberg ước tính nhu cầu pin cho vật liệu lithium sẽ tăng gấp 8 lần trong 11 năm tới. Các chuyên gia địa chất ước tính Serbia sở hữu nguồn dự trữ lithium lớn nhất châu Âu. Nhu cầu vô tận với pin cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ iPhone đến xe Tesla đang thúc đẩy những công ty châu Âu như tập đoàn Rio Tinto nghiên cứu khả năng khai thác nó. Khảo sát sơ bộ của chính phủ Serbia cho thấy, nước này sở hữu khoảng 200 triệu tấn lithium. Cục khảo sát địa chất Mỹ cho biết, đã xác định được vị trí của khoảng 1 triệu tấn lithium ở nơi đây. Tuy nhiên, ít nhất 3 năm nữa Serbia mới có thể bắt đầu khai thác lithium, nhưng chính quyền nước này đã khuyến khích, ủng hộ phát triển các hoạt động tinh chế và sản xuất pin.